Chào các em, hôm nay thì thầy sẽ giải cho các em tiếp cái bộ đề 35 bộ đề ôn luyện thi tốt nghiệp phổ thông trung học 2020 Đây là đề số 8, chúng ta cùng bắt đầu giải đề nha các bạn Câu số 1 là phát âm IS Các IS sẽ gạch dưới đây Thì các bạn để ý nè Nó có hai từ rất là dễ nhận ra Đó là cái từ inches và cái từ watches Hai từ này đọc lại is đọc là is chúng ta gặp rất là thường xuyên và cái từ applied hai cái từ này là is còn từ applied apply thì nó tận cùng bằng i thì nó chúng ta sẽ phát âm là z chứ không phát âm là is như thế này thì chúng ta chọn nó là câu c câu c này nó khác so với câu d và câu a hoặc là chúng ta để ý là chữ increase nó tận cùng bằng chữ sờ nè. Thì khi thêm es thì chúng ta đọc là increases. Nó giống như là đọc is như thế này. Tiếp theo là câu số 2. Câu số 2 khi chúng ta đọc lên thì chúng ta cũng sẽ thấy dễ dàng. conversation. chữ này chữ sờ, còn chữ reserve chữ này z z. chữ z. phát âm là chữ như thế này z. phát âm thành chữ z. z. con này là z. conversation increase này. ở đây a b c thì chúng ta có hai thằng là âm s một thằng là âm z thì chọn là z ở đây tiếp theo là câu số 3 câu số 3 là về dấu nhấn thì chúng ta sẽ không nhấn vào cái phần thêm in ở đây nha các bạn. Building nhấn dần đầu. Rồi cái tiếp theo là gì? Secret, nhấn dần đầu. Ở đây là danh từ nó ghép lại, danh từ ghép thì chúng ta sẽ nhấn dần đầu luôn. Iceberg. Ok, oh cool. đây bây giờ ba thằng nó giống nhau hết thì chắc chắn sẽ chọn thằng này. Thằng này là thằng còn lại. Ok, oh cool, nhấn dần hai. cái từ secret là bí mật nè thì danh từ nó có hai âm tiết thì chúng ta thông thường chúng ta sẽ nhấn chân đầu nha cái đó là dùng để chúng ta nhận biết được dấu nhấn nằm ở đâu câu số 4 là assistant nhấn dần hai assignment nhấn dần hai recover nhấn dần hai ở đây nếu mà chúng ta biết ba từ này nó nhấn phần hai hết thì chúng ta sẽ còn lại một từ b này nhỉ hoặc là Tùy các bạn nha, các bạn nào thí dụ chúng ta biết câu A, câu C và câu B thì chúng ta sẽ kiểm câu A, câu B, câu C. Ở đây là similar. Nếu mà chúng ta biết ở đây thì chúng ta phát hiện ngay là à, cái câu A nó nhấn dần 2, câu C nhấn dần 2, câu B nhấn dần 1. Chúng ta chọn câu B. Câu số 5. Câu số 5 là mệnh đề F. Ở bên đây là hiện tại thì ý bên này cũng hiện tại hoặc là ý ở tương lai. Richard sẽ là cái người nói về về máy tính nếu mà bạn có vấn đề gì đó. Đây, is to là sẽ sẽ nói về cái gì đó. Câu số 5 chúng ta chọn đáp án A. Câu số 6 là bây giờ ông John, bây giờ ông John thì về hưu rồi ông ta ông ta đã quyết định, ông ta đã quyết định đi Uh, thực hiện cái nghề nhiếp ảnh thì chúng ta có take ốc này là thực hiện ha, thực hiện công việc gì đó làm một cái nghề nào đó thì take up cái này về mặt từ vựng thôi các bạn câu số 7 đây cái câu này nè it's very important that Rồi sau đó tới chủ từ sau đó tới một cái động từ không có chia ở đây nhé các bạn cái này nó là dạng uh, present substantive nên ở đây là một cái dạng bóp không chia thì chỉ có một chỗ này là không chia thôi các bạn đây. Chúng ta chỉ cần biết được cái cấu trúc này Nó là cái dạng Present Substantive thì chúng ta sẽ chọn ngay nó là Câu C Đó là dạng câu giả định đấy các bạn Dạng câu giả định ở à, hiện tại Câu số 8 Đây câu này là câu D À, tôi chưa bao giờ nghĩ con tôi gặp rắc rối, ít nhất là con Kimberly. Ở đây. Tức là chưa bao giờ nghĩ con, con Kimberly này là gặp rắc rối cả. Câu số chính là họ có một cái căn nhà gỗ ở dưới cái chân chân núi. At the foot of the mountain. Câu số 10. Đây là một cái danh sách gì đó. Một cái danh sách về kiến thức ngữ pháp bạn cần để để biết cho cái kỳ thi này đây cái mấy cái này là gì nó mệt mỏi hay mệt lả người thì cái đây cái nghĩa tương tự vậy chỉ có một cái nghĩa exhaustive này nó là nó đầy đủ đây đây là có danh sách về kiến thức ngữ pháp đầy đủ đầy đủ nó toàn diện ở mọi khía cạnh exhaustive thì chúng ta chọn đáp án D nha các bạn. Hai cái tính từ này nó không hợp nghĩa. Câu số 11 là cô ấy sẽ rất là buồn nếu như là cô ấy phải, ở đây chỉ có một nghĩa này thôi, cô ấy sẽ phải bỏ đi, hoặc with là bỏ đi, bỏ đi quyển sách yêu thích của cô ấy. Câu số 12, à, chúng ta không cần phải mua một cái tủ lạnh mới, cái cũ của chúng ta thì sẽ, ở đây có nghĩa là sẽ hoạt động tốt, for the time being, for the time being. Câu số 12B, cái này nó là một thành ngữ nha các bạn. For the time being có nghĩa là currently, có nghĩa là hiện giờ hay là at present, at this time Trong lúc này, lúc này nó còn làm việc được Nó còn chạy bình thường thì chúng ta không cần phải mua cái mới Câu số 13 à, là được trữ ở một cái nơi ẩm thấp như thế Thì cái mấy cái hàng nội thất này sẽ bị hư thôi Thì đây, như thế này Nó là dạng thể bị động rút gọn được cất giữ hay là được lưu trữ ở một cái nơi ẩm thấp như thế thì nó sẽ hư thôi sẽ nhanh chóng hư đi câu số 14 câu số 14 là cô ấy vừa thực hiện xong một cái kế hoạch à, cô ấy sẽ gọi cho chúng tôi vừa thực hiện xong kế hoạch nhưng mà mọi thứ thì nên nên thay đổi đi cái câu này thôi các từ khác nó không hợp nghĩa các bạn Câu số 15 thì cái cái giá cái vùng giá nó sẽ biến động từ 500 đô, tức là giá cả nè nó sẽ biến động từ 500 đô, tức là từ 500 trở lên nó nó tùy thuộc vào cái cái mẫu thì nó là câu 15A phụ thuộc vào tùy thuộc vào cái mẫu nào đó. Câu số 16 U2 cả hai bạn là đánh nhau nữa à. à tôi nghĩ rằng hai bạn nên make up once là nên làm quà với nhau đi. Đây, dùng từ nên làm quà với nhau đi. Câu số 16 D. Câu số 17. Ở cái khu vực này có rất là nhiều cái khách sạn. Nhiều cái nhiều cái khách sạn đó đó thì chúng ta chỉ cần đi bộ tới là được. cái này chúng ta thấy giữa which với lại that thì chúng ta dường như là có thể thay thế cho cái khách sạn này được hết. nhưng mà that thì nó sẽ không dùng cho trường hợp đi theo sau giới từ và that sẽ bắt buộc phải dùng trong câu uh, được xác định rõ ràng trong cái đại từ quan hệ nhưng mà nó sẽ thay thế cho một cái danh từ được xác định một cách rất là rõ ràng thì chúng ta mới dùng that này. thì đây chúng ta bắt buộc phải dùng which không dùng that được vì nó theo sau một giới từ câu số 18 sau until này nè chúng ta không có dùng will nha các bạn a à, din này nó cũng mang ý nghĩa là ở tương lai nữa cái này cũng tương lai nữa chúng ta bỏ họ sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi họ tìm thấy được cái người chịu trách nhiệm cho việc làm hư chiếc xe này làm hư chiếc xe của họ câu số 19 là văn hóa của ma giang và các hiện vật của nó nó minh chứng được là hay là minh nó minh họa được cho nhiều cái bí ẩn xung quanh cái sự tiến bộ của loài người ở đây là culture cái là văn hóa hay là một cái nền văn minh nào đó hay là cái gì mà chúng chứng tỏ được đó là cái cái văn hóa của họ văn hóa của người cái văn hóa của người mẹ già và những cái đồ tạo tác của họ thì đây chúng ta có cái câu b là cái nền văn minh hay là cái oh, hay là cái văn minh hay văn hóa nào đó của một một tập người của một cái dân tộc nào đó còn các câu a c d thì nó không hợp nghĩa các bạn câu a thì nó có câu a là monument thì monument thì nó có cái nghĩa là cái di tích construction là sự xây dựng hay là excavation excavation nó có nghĩa là sự khai quật thì đây chỉ có cái nền văn minh là phù hợp nghĩa nhất. Tiếp theo câu số 20 là cũng tìm một cái từ gần nghĩa, gần nghĩa với cái từ gạch chân là cái continental. Continental, continental này. Đây một cái continental này nè, nó sao nó tất cả các điều kiện dường như là rất là lạc quan về cái continental company một cái công ty này nè, nó như... rồi sao nữa, Mà một cái công ty này nó nó mang tính chất này là tốt nè. Cái này là mình cho nó là gì? Nó là dương đi, nó tốt lên. Còn cái wonderful weather cũng tốt lên nè, rồi cái gì đó, nó cái địa điểm nó thuận lợi về hay là bị địa, địa điểm này nó nổi tiếng, được nhiều người biết đến thì nó cũng tốt này. Còn khó khăn là gì? Nó đi xuống. Advent là cao cấp. Phức tạp đi xuống nè một cái công ty mà cao cấp thì nó 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 không có ấy các bạn nó không có có nó phù hợp với cái từ ở đây các bạn một cái công ty là một nhóm người hợp lại thì nó không gọi là cao cấp được các bạn mà nó có cái từ này nè hospitable hospitable nó có có nghĩa là nó nó đồng nghĩa với là tương thích đấy nó ăn ý với nhau một nhóm người này nó ăn ý với nhau thì đây hai từ này đồng nghĩa với nhau Tiếp theo là câu số 21, câu 21 với câu 22 là câu mà tìm cách từ hay cụm từ trái nghĩa với, với phần gạch dưới. À, tôi cần, tôi cần giúp đỡ của tất cả mọi người. Đám cưới thì diễn ra vào ngày mai và chúng tôi không có, và chúng ta thậm chí là chưa có bắt đầu trang trí nữa. À, chúng ta không, we have no time to lose, chúng ta không có thời gian để mất, tức là sao? chúng ta phải nhanh lên khẩn trương lên không có gì để mắc hết thành ra chúng ta đặc biệt là chúng ta không có thời gian này để mà mà chúng ta không có thời gian để nhàn rỗi đâu để không có thời gian mà để mà đánh mất nó nữa, nữa thì sao chúng ta câu b là chúng ta phải bắt đầu ngay bây giờ phải bắt đầu ngay bây giờ thì nó hợp với cái này rồi phải bắt đầu là nó phù hợp với đây chúng ta phải làm tất cả mọi thứ một cách nhanh chóng phù hợp với đây luôn giống rồi bây giờ chỉ còn hai vậy là mình bỏ hai câu này hai câu này nó 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 đồng nghĩa với tương nghĩa với cái phần gạch dưới ở trên đây ở đây là chúng ta nhớ là chúng ta biết chúng ta nhớ mấy giờ thì nó không hợp với cái cái cái, cái việc mà chúng ta phải nhanh chóng lên ở đây chúng ta có thừa thời gian thì nó không đúng rồi ở trên đây là mình rất là hiếm thời gian ít thời gian không có thời gian thì đây là chúng ta có thừa thời gian thì chúng ta câu này nó sẽ phản nghĩa lại cụm này nó phản nghĩa lại với lại cái phần gạch dưới này câu số 22 cái sự kết hợp của mưa và cái mặt bề mặt uh, trơn trợt thì sẽ khiến cho cái điều kiện lái lái xe khiến cho điều kiện lái xe này sao các bạn nó nó tồi tệ đi nó nó đi xuống nó mang dấu âm đúng không các bạn mang dấu âm thì chúng ta sẽ chỉ xuống như thế này thì bây giờ mình cần tìm là cần tìm cái gì từng tìm trái nghĩa lại thì nó mang bắt buộc nó phải tìm cái thằng mang dấu dương mình cần tìm nè tìm cái thằng mang dấu dương lên nguy hiểm thì nó 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 đúng rồi nó đi xuống nó nghiêm trọng nó đi xuống nghèo khổ gì nó cũng cái dạng đi xuống chứ nó không tốt lên có ưu đãi nè đó, nó thì tăng lên thì cái điều này nó đi xuống cái này nó dương nó 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 tăng lên nè thì chúng ta sẽ chọn thằng này các từ này nó có âm nó nó mình đánh chỗ âm hết thì đây nó đánh chỗ âm nè thì đây các từ này nó đánh âm hết đây có từ này nó tăng lên ưu ái ưu đãi nó ưu gì đó điều kiện tốt thì cái này chắc chắn là chúng ta thấy mấy cái này nè kết hợp với trời mưa và mặt bề mặt đường trơn trượt nè khiến cho cái điều kiện lái xe nó tệ đi thì cái này nó tốt lên thì chúng ta chọn cái thằng trái nghĩa này câu 23 câu 22 là đáp án D câu 23 23 là tôi thích nghe nhạc bóp nếu mà câu D thì neither do I thì không đúng nếu khi này chỗ này phủ định thì chỗ này mới neither được bỏ câu này I am too cái chỗ này dùng động từ thường cái chỗ này không thể nào lặp lại với cái động từ to be được bỏ I don't thì cũng có khả năng để ra đi So did I So did I tôi cũng vậy Tôi cũng vậy Nhưng mà cái chỗ Đầu tiên mình nhìn vô câu này cứ nghĩ rằng câu này nó đúng này các bạn Nhưng mà thực tế cái chỗ did này nó là trợ động từ Cho thì quá khứ đơn thì chỗ... Nhưng mà cái chỗ này nó là hiện tại đơn Đây quá khứ thì bỏ câu này luôn Chỉ có một câu này là đúng nè I don't, tôi thì không ừ. Cái thằng này nó nói là thằng trên nó Thằng thứ nhất, cái người thứ nhất nói rằng là tôi thích nghe nhạc pop Còn cái người thứ hai nó là tôi không Câu số 24 Cái người thứ nhất nói rằng là Is there anything I can do for you? Còn cái gì để mình giúp bạn nữa không? À, là bạn có cần mình giúp gì nữa không? Is there anything I can do for you? Ok, your time Please. à bạn cứ tự nhiên sử dụng thời gian của bạn đi kiểu vậy nó không trả lời sát cho cái câu hỏi được à vâng bạn thì rất là tốt bụng bạn rất là khách sáo hoặc là không có chi cũng không trả lời được cho câu trên này à chắc rồi à, cứ tiếp tục đi tiếp tục đi ta hỏi có cần làm gì nữa hay không thì cứ nói là tiếp tục đi thì ai mà biết đâu vào mạng ai chúng ta bỏ ac này hết chúng ta chọn câu d À, bây giờ thì không cảm ơn bạn nhiều lắm nha đáp án này là đáp án D chào các bạn bài học đến đây là hết rồi xin hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau chúc các bạn có một cái bài học hữu ích và thi được điểm cao trong kỳ thi sắp tới rồi, chào các bạn nhé